sinh viên lần thứ 8 đã được trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức vào sáng nay 26 tháng 5. Đây là cơ hội cho học sinh sinh viên của trường cũng như học sinh sinh viên trong toàn tỉnh tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, đồng thời có cơ hội tìm kiếm việc làm. Tham gia tuyển dụng tại ngày hội có 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với hơn 1.700 chỗ làm trong các lĩnh vực du lịch, ngân hàng, cơ khí, kinh doanh thương mại, đào tạo, bưu chính viễn thông, bảo hiểm. Hơn 2.000 học sinh sinh viên tham dự ngày hội này. Trong hơn 2.000 học sinh sinh viên tham dự ngày hội việc làm do Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, phần lớn là các sinh viên năm cuối của Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hội việc làm giúp cho em có thể đăng ký với các công ty để tìm cơ hội thực tập cho mình, để em là hành trang sau này ra trường. Hôm nay em đến với ngày hội việc làm này mục đích là được học hỏi kinh nghiệm từ các nhà doanh nghiệp và những anh chị đi trước, cựu sinh viên chia sẻ kiến thức để cho em chuẩn bị hành trang khi ra trường. 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự ngày hội, dự kiến sẽ tuyển hơn 1.700 chỗ làm trong các lĩnh vực du lịch, ngân hàng, cơ khí, kinh doanh thương mại, đào tạo, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm. Hiện tại chúng tôi đã nhận được khoảng 15 bộ hồ sơ của các em đã nộp vào đến với Orondo. Từ sáng đến giờ tôi cũng đã có được khoảng hơn 10 hồ sơ. Đa số các bạn đang là sinh viên năm cuối hoặc là năm thứ ba đang chuẩn bị hành trang để vào nghề. Thì tôi cũng đã tư vấn cho các bạn cái cách làm sao mà các bạn có thể là tiếp cận được với lại cái doanh nghiệp, làm sao mà họ có thể đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp đưa ra. Ngày hội việc làm là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận tuyển dụng trực tiếp các ứng viên ở tất cả các ngành nghề, đặc biệt là các ngành kỹ thuật. Đây còn là dịp để doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và sinh viên tiếp cận với nhau, cùng chia sẻ thông tin, qua đó thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và nhu cầu xã hội. Hiệu quả của các ngày hội việc làm thì cái số việc làm các doanh nghiệp offer luôn luôn cao hơn cái lượng mà Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có thể cung cấp. Qua các năm thì hiệu quả rất tốt, nên mới tạo nên một con số là hơn 90% sinh viên Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có việc làm trong vòng 6 tháng và xong rồi ra trường. Trong ngày hội việc làm của Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 8, có gần 1.000 sinh viên của trường được doanh nghiệp nhận hồ sơ và hẹn phỏng vấn. Đây là kết quả cao nhất sau 8 lần tổ chức ngày hội việc làm của nhà trường.